này nhớ nha. Anh cũng từng gặp sự cố sách vở này với chị em là. Chuyện gì anh hai? Không biết có nên kể không ta? Nói đi, có gì đâu ngại. Lần đầu tiên anh hôn cổ á, anh nhớ lúc đó cái biểu hiện của cổ gì kỳ lắm. Hay là mình còn đây được không? Sao người ta có thể vô đây ngồi ôm nhau, hôn nhau vậy được ha? Phải á, mắc cỡ chết luôn á. Hay là mình hôn nhau được không? Một, nhắm mắt lại. Hai, há miệng ra. Ba, lè lưỡi ra. Bốn, đánh lưỡi xung quanh. Lần đầu tiên anh bị sốc vậy luôn á.